Chào mừng các bạn đến với chương trình audio của Bình Yên TV. Chương trình này sẽ mang lại cho bạn những phút giây thư giãn sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Ngụ Ngôn, Quốc Vương. Ngày xưa, ở một vương quốc từng thịnh vượng với giàu có và chính nghĩa, nơi người dân từng vui vẻ và hạnh phúc. Mọi thứ bắt đầu trượt dốc dần dần và cuối cùng vương quốc đang ở bên bờ vực của sự sụp đổ hoàn toàn. Sau rất nhiều nội loạn và sau khi quốc vương mắc bệnh, triều đình rối loạn, đạo đức của dân chúng sụt giảm nghiêm trọng. Họ bắt đầu mất đi cảm giác về phép tắc và đức tin vào thiên đàng. Đạo đức suy đồi lan rộng trong dân chúng tới mức người ta vung lên dấu ấn của sự đồi bại. Một lời thề đôi khi được mô tả bởi đánh dấu của một con rồng đỏ trên cẳng tay, như một ký hiệu của sự nổi loạn của con người chống lại đức hạnh và lương tâm. Khi quốc vương hồi phục, ngài chứng kiến tất cả điều này và thấy rằng với sự yếu ớt của ngài, ngài cũng bị dằn vặt bởi sự thiếu đạo đức ấy. Với ý định tìm kiếm bên trong chính mình điều mà người dân đã đánh mất, ngài nhường quyền trị quốc cho người cố vấn thân tín nhất rồi trút bỏ hoàng phục. Và sau khi mặc quần áo thường dân, ngài bắt đầu một hành trình dài. Trên chặng hành trình, ngài thiếp đi ở một nơi đổ nát và có một giấc mơ. Một sinh mệnh thần thánh tiết lộ cho ngài rằng mỗi người trong vương quốc của ngài sẽ bị trục xuất khỏi thiên đàng nếu họ không phá vỡ lời thề của sự đồi bại. Kể từ ngày đó, quốc vương lang thang từ làng này sang làng khác để kể với dân chúng về giấc mơ của ngài, nhưng không ai nghe ngài cả. Một ngày, một gã say rượu già ăn trộm một miếng gà từ quán trọ. Chủ quán đuổi theo ông ta, khua một thanh dao dài và hét về phía ông ta. Người chủ quán bắt kịp kẻ say rượu và gần như đã đâm ông ta. Khi quốc vương, dưới bộ dạng một kẻ nghèo khó, bước vào và can ngăn người chủ quán, quốc vương nói: "Tôi sẽ trả cho ông ấy." Và người chủ quán đáp lại rằng không chỉ tiền cần phải trả, mà ông còn muốn cắt ít nhất một ngón tay của kẻ phạm tội. Thế là quốc vương nói ngài sẽ trả luôn điều đó. Người chủ quán không nghĩ nhiều, bèn cắt lìa một ngón tay của quốc vương. Quốc vương đau đớn khôn tả và cố gắng không hất hận. Kẻ ăn trộm khi ấy lẩm bẩm điều gì đó rồi bước đi. Quốc vương đã gặp phải những khó nạn tương tự trong nhiều lần khác, khiến ngài gãy răng, mất tiền, chịu đựng xung đột với người dân và nhiều khổ nạn khác khiến ngài đau đớn. Dần dần, một vài người cảm động bởi hành vi chính trực của ngài và hủy bỏ những lời thề ngu ngốc của họ. Một ngày, khi quốc vương luôn ăn vận bần hèn, đang bận rộn giải thích sự thật cho dân chúng, thuyết phục họ từ bỏ lời thề trị lạc và tìm kiếm đức hạnh ở chính họ, ngài đối mặt một người đàn ông với khẩu súng trường trên tay, chĩa vào ngài và bắt đầu la hét với sự giận dữ. Lúc đầu quốc vương cảm thấy một thoáng sợ hãi, nhưng rồi ngài trấn tĩnh lại và ân cần hỏi người đàn ông vấn đề là gì. Người đàn ông tiếp tục hét lên những câu đầy thù hận, cố gắng bình tĩnh và hòa ái. Quốc vương nói với ông ta sự thật về lời thề. Người đàn ông chấn động bởi lòng vị tha của người đang ở trước mặt mình, nhưng ông vẫn không chỉnh lại đầu óc mình và sự giận dữ sát nhân dấy lên bên trong ông. Khi đang cố gắng kìm nén sự giận dữ và bồn chồn lạ thường, ông đã bóp cò và bắn vào quốc vương. Những tiếng kêu ngạc nhiên và sợ hãi vang vọng khắp quán trọ và rồi im lặng trong một vài giây. Kỳ lạ thay, quốc vương loạng choạng và nói mọi thứ vẫn ổn. Viên đạn chỉ gây ra một vết xước nhẹ gần bờ vai của ngài. Thấy vậy, người đàn ông với khẩu súng trường bắt đầu khóc. Cảm thấy giải tỏa hơn, ông cắt đứt lời thề của mình, vứt khẩu súng đi và trở về nhà với một gương mặt rạng rỡ. Sau đó, khi hầu hết dân chúng đã từ bỏ lời thề tà ác và tình trạng chung được cải thiện, vẫn còn một vài hành động bạo lực cực đoan từ những người không muốn được cứu, thì phán xét của thần tới. Những ảo ảnh được quét sạch trong một tích tắc, và quốc vương tái xuất hiện trong trang phục rực rỡ và tỏa ánh vàng kim. Dân chúng bật khóc và tung hô vị vua của họ. Nhà vua cuối cùng đã chứng thực được bản thân và nhớ được mình từng là ai. Bạn đang xem video trên kênh Bình Yên TV. Nếu thấy hay, đừng quên để lại bình luận và nhấn đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều video bổ ích. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.